Ôi, anh Phong. Ừ. Đi làm gì đấy? Ê, có con FPV à? Ừ. Lâu lắm rồi không được bay nhỉ? Nhưng mà đợt này... Dịch thế này thì đi đâu rồi, chỉ ngồi nhà thôi. Đấy, làm sao? Vấn đề là dịch thế này, lâu rồi không được bay, em ngứa ngáy trên tay. Thế có cách nào mà bay được ở trong nhà mà không sợ bị đâm không? Ừ, thực ra là có đấy. Ừ, thôi được rồi. Thế trong video này mình với cả Nam sẽ chỉ các bạn cách để làm thế nào để bay được FPV mà không phải dẫm bước chân ra ngoài. Trong tình trạng dịch bệnh này thì tốt nhất là cứ ở nhà mà chơi thôi. Ok thì 30 giây quảng cáo. Bạn ạ, lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí, chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cần màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Ok, nếu như anh em mà muốn quan tâm về cái việc là sẽ bay trong nhà như thế nào vậy thì mình nghĩ là đa phần anh em nếu như quan tâm đến FPV thì đã biết rồi. Nên chúng ta sẽ sử dụng app, đó chính là DJI Virtual Fly. Đấy, app này thì anh em chắc là biết rồi. Mình đang có để ở đây. Xin phép anh em mấy giây là mình sẽ bật cái màn hình, cái quay màn hình lên để cho anh em thấy được là cái setting nó sẽ như thế nào. Anh em đợi tí nhá. Ok, xin phép anh em một tẹo. Ok, quay chưa? Quay rồi. Ok, vậy thì đầu tiên là anh em sẽ phải tải app này. Tải app thì anh em cái này chỉ dành cho anh em iOS thôi, anh em Android thì hơi thiệt thòi. Android thì mình sẽ cố gắng là tìm những cái app để có thể kết nối được cái đống đồ này vào. Ok, thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cần gì? Là những cái sợi cáp kết nối. Thì như ở đây thì tôi có cái đầu Lightning và USB thường. Đấy, cũng như là một cổng OTG. Cái này mình không biết là có dùng được Type-C không, nhưng mà mấy lần mình thử Type-C cắm vào thì không được. Tuy nhiên thì mình vẫn phải cắm vào cổng OTG này. Cái này thì những cái cáp này thì đều là có sẵn ở trong hộp rồi. Đấy, cộng thêm một cái cáp nguồn cho kính nữa. Pin kính này, điều khiển này và kính này. Đấy, chỉ cần như này thôi. Còn cái sản phẩm mà là cái Fly thì cái FPV ấy, thì chúng ta có thể là không cần sử dụng đến ở trong cái video này, tại vì chúng ta cũng không cần phải bật nữa. Bay trong nhà làm sao được. Ok, thì ở đây là mình đang có những cái đồ như là tay cầm điều khiển này. Thì ở đây có cả motion controller hoặc là smartphone. Nếu như bạn nào mà muốn làm quen với FPV mà chưa có điều kiện để mua ấy, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng, đó chính là cái chế độ smartphone. Còn tuy nhiên thì mình lại có những đồ rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em là bay bằng cái này nhá, bay bằng cái app này. Ok, thì mình sẽ confirm. Thì đây nó sẽ yêu cầu đầu tiên là anh em sẽ phải tắt cái aircraft đi, có nghĩa là tắt cái FPV đi. Thì như mình đã tắt rồi. Đó, và tiếp theo là chúng ta sẽ phải kết nối bật nguồn cái kính lên. Thì bật nguồn như thế nào dễ thôi, anh em chắc cái này cũng biết rồi. Chúng ta sẽ kết nối vào cái nguồn pin này. Đây. Ok nhá, thì cắm vào đây này. Rồi, sau đấy là anh em hãy bật kính lên thôi. Đây. Ok, đấy. Chúng ta kết nối vào cho kính nó hoạt động. Ok, và khi anh em đã bật kính xong ấy thì anh em hãy kết nối cái cáp này vào cái phần kính. Thì chúng ta có một cổng Type-C cắm bên này, anh em hãy cắm vào đây. Không biết anh em nhìn thấy không, thấy chưa? Đó, anh em cắm vào đây. Rồi, ở bên này có một cổng C nhá, anh em cứ cắm vào thôi. Rồi, sau khi cắm vào thì cứ để kính sang một bên. Rồi, bây giờ thì mình sẽ connect lại này. Đó, cho nó dễ. Ôi anh ơi, cái này connect có cần mạng không anh? Có. Có. Thực ra là mạng nó cũng tùy thôi, nhưng mà nhiều khi là cũng không cần mạng lắm. Ví dụ như mà cần phải update phần mềm hay là update cái gì đấy và cho cái điều khiển ấy thì nó sẽ cần mạng. Còn nếu mà không thì nếu bay bình thường thì không cần. Nhớ là kiểm tra tất cả các kết nối đã được cắm nhé. Mình đã cắm hết các kết nối rồi. Kính cũng đang hoạt động rồi. Này thì chúng ta phải đợi chờ vào việc kết nối giữa kính với điện thoại thôi. Đấy, tiếp theo đến là cái phần điều khiển thì anh em hãy cắm vào cái tay cầm điều khiển vào và bật nó lên. Tay cầm của mình lâu không dùng, nó còn có mỗi nửa 50% pin thôi. Đấy, và chúng ta đợi thôi. Đó, khi mà nó có tít tít có nghĩa là nó đã kiểu kết nối được. Đó, và khi mà kết nối xong ấy thì anh em hãy đeo kính lên. Rồi, và khi đeo kính lên thì anh em sẽ có một cái góc nhìn điều khiển giống như là việc chúng ta đang bay thật. Ở trên app thì nó sẽ hiện kết nối giữa kính và tay cầm rồi. Đấy, và anh em có thể điều chỉnh cái chuột nó đây bằng cách là chúng ta sẽ bay như thế này. Và nếu như mà anh em muốn bay ấy, mà theo kiểu là muốn học ấy thì chúng ta có skill training này, chúng ta có, nếu như anh em đã bay kiểu giải trí rồi thì anh em sẽ bay free fly.
Còn đây là time trial. Đấy, nói chung là có 3 chế độ này anh em có thể bay. Đó. Ok, và nếu như mà cần bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái skill training đi. Và muốn để chọn này thì anh em hãy ấn vào nút start stop ở đằng sau này. Đó. Manual tutorial. Đấy, cái này nó sẽ hướng dẫn anh em cách bay. Enter. Đó, đây là hướng dẫn take off này. Đó, hoặc là hướng dẫn bay theo cái bay theo vật thể. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ ready to go trước cái này. Anh em có thể làm theo từng cái mức độ anh em muốn nhé. Straight track. Đấy. Ok, và khi mà anh em đã kết nối xong và vào ấy thì nó sẽ cho anh em cái phần điều khiển. Và nó sẽ kéo xuống đấy, anh em kéo cần xuống và ấn 2 lần. Moto starting rồi đấy. Trông bánh cuốn ấy. Đấy, nó sẽ khá là nhạy đấy. Các bạn xem nó khá là nhạy đấy, anh em phải học cẩn thận. Đấy. Anh em nhả cần lên là nó sẽ bay lên. Đấy chưa, thấy chưa? À, anh em cứ làm theo hướng dẫn này thôi. Nhớ là đừng nhả cần sâu quá nhé, tại vì là nó khá là nhạy đấy. Đấy, và bây giờ anh em sẽ bay theo. Anh em thấy không? Cái này nó khá là nhạy. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ anh em cách làm thế nào để cách khắc phục cái nhạy như thế này. Tại vì anh em nhìn thấy cái pit xanh của nó rất là nhạy, thấy chưa? Đó, nhạy lắm. Đấy, thế nên là nếu như mà anh em muốn setting lại thì anh em hãy vào đây. Sẽ vào phần custom setting. À, và bây giờ thì anh em khi mà vào đây các bạn sẽ chọn vào cái phần RC export này, mode này, mở mode này. À, chúng ta sẽ có được chỉnh được cái là những cái mức độ nhạy của cái này. À, chúng ta sẽ chỉnh được những cái độ nhạy này, như sensi của nó bây giờ hiện tại đang khá là cao. Và đây chúng ta sẽ chọn được profile là anh em là mới bắt đầu hay là đã dùng rồi hay là ấy, hoặc chúng ta có thể custom. Custom thì anh em có thể chỉnh lại ở đây. Đó. Cho anh ấy chỉnh roll speed này. Đó, tùy vào cái độ anh em muốn sử dụng. Ok. Và bây giờ mình xin phép là mình tháo kính ra và mình sẽ chỉnh ở đây cho anh em nhìn. Mình sẽ giảm hết cỡ. Mình sẽ giảm xuống. Đó, mình sẽ giảm cái này xuống. Giảm xuống một nửa thôi, độ 200 thôi. Đó, expo. Cái này thì anh em phải tùy chỉnh theo cái tay của anh em mình. Đó, pit. Mình giảm hết mỗi thứ xuống một nửa. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vào mình xem lại xem là mình sẽ bay như thế nào. Mình sẽ vào cái phần này. Ok. Có vẻ là đỡ hơn rồi đấy. Có nghĩa là cái phần độ nhạy nó đã được chỉnh lại. Và mình cũng đã dễ điều khiển hơn rồi. Như em nhìn thấy, như mình thì đã dễ điều khiển hơn. Đó, anh có thể tự bay ở đây. Đấy, anh có thể học ở đây và chúng ta có rơi ở đây thì chúng ta không sợ. Đó, nhưng mà nói trước là anh em nếu mà chơi cái loại này thì nó sẽ hơi chóng mặt nhá. Còn nếu như mà anh em muốn bay mà theo kiểu là nó hiền lành, hiền dịu một tí thì có thể chuyển về các cái mode như là normal mode này, thì chúng ta sẽ bay như một cái fly bình thường. Anh em nhìn thấy không? Bao nhiêu cái fly bình thường, chả có một gì khác cả. Đó, chúng ta sẽ bay rất là chậm. Đó, chúng ta sẽ sang support một tí. Chúng ta lên. Và chúng ta sẽ bay. Đó, thì cái này thì bay rất là chậm. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn là cái bay no một mốt hơn. Chúng ta sẽ bay rất nhanh này. Thấy không? Đó, như thế này thì anh em có thể luyện tập được cái kỹ năng bay. Đó, anh em thấy không? Thực ra là như mình cũng phải mất một lúc để mình làm quen với cái tay cầm này, tại vì lúc đầu nó khá là nhạy ấy. Thế nên là mình sẽ không bay được ấy, thấy chưa?
cái chuyện mà anh em bị đâm là chuyện bình thường. Vậy nên là để tránh cái trường hợp mà anh em bị mất khoảng tầm 30 triệu thì anh em có thể sử dụng cái app này trước khi là chúng ta cầm đồ chơi ra bài thật. Các anh em bị làm quen cái việc là điều khiển như thế nào. Hoặc nếu như anh em muốn bay dễ hơn mà muốn điều khiển dễ hơn thì chúng ta có thể dùng cái motion controller. Cái đấy thì nó sẽ bay dễ hơn cho anh em. Còn như anh em là muốn bay cảm giác mạnh thì có thể chơi cái loại này. Cái loại này thì nó khá là điên rồ. Nói chung là ông nào mà tiền định yếu mà chơi trò này là sẽ dễ say lắm. Và nhất lại còn chơi trên điện thoại thì còn dễ say nữa. Đấy. Mình ngã. Em mượn kính em thử phát nha. Rồi, ok. Thực ra là sẽ, nếu như với người mới thì sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể làm quen được cái này. Đấy. Bình thường anh em mình cũng phải bay bằng motion controller. Nó sẽ bị loạn. Tuy nhiên thì anh em phải học dần dần. Nói chung là cái gì cũng phải mất thời gian học thôi. Đó. Đang nghỉ dịch mà, tranh thủ đi anh em. Đúng rồi. Và cái độ ép mượt của cái game này thì nó phụ thuộc vào cái cấu hình điện thoại các bạn nữa. Các bạn cấu hình điện thoại mà khỏe thì chúng ta sẽ bay, thì chúng ta sẽ có cái lượng FPS cao. Còn nếu như những anh em nào mà có cấu hình điện thoại thấp thì chúng ta sẽ chơi một lúc thôi. Và nó sẽ crash. Nó thật là nó sẽ crash luôn, tại vì nó khá là nặng, bởi vì nó sẽ phải load rất là nhiều thứ. Ví dụ là mình sẽ bay lên trên này, mình sẽ đổ xuống. Thấy không? Bánh cuốn, được. Nói chung là mình cũng chưa phải là loại pro lắm, thế nên là mình cũng không thể bay được qua những cái khe này, tại vì mình chưa biết tăng. Em mình cũng chỉ dám bay ở những cái ngoài thôi, và đang cố gắng là làm sao để lượn để tránh được những cái vật cản ở đây. Em nhìn này, bay ở M1 thì gần như là anh em muốn bay kiểu gì thì bay. Còn phần này nó không giới hạn luôn. Thế nếu mới thấy là anh em bay quát thì nó bay kinh khủng như thế nào. Đây là một cách để anh em có thể luyện tập và anh em có thể giải trí ở trong cái mùa dịch như thế này. Anh em vẫn muốn giữ tay và vẫn muốn là cảm nhận là xem là mình cái kỹ năng bay của mình đến đâu, hoặc là tập những cái skill khó chẳng hạn, ví dụ như thế này. Xuống. Nói chung là mình cũng sẽ chỉ dám bay như thế này thôi, chứ còn thực tế ra thì mình cũng chưa bay được nhiều. Bởi vì bay như thế này đã đủ gây chóng mặt đau đầu rồi. Nó khá là, mặc dù mình đã chỉnh cái pitch xuống nhỏ rồi đấy, nhưng mà các bạn nhìn thấy là cái độ nhạy của nó khá là lớn. Nên mình chỉ cần nhích một tí thôi là cái fly nó đã chỉnh rồi. Bây giờ mà ông nào bay xuống bên đỉnh này là mình sẽ bổ xuống đây. Ôi, nó lag luôn à. Nói chung là khá là khó đấy các bạn ạ, không phải là dễ đâu. Đây là mình sẽ bay lên này. Đây là bộ nhà xuống, thử bộ nhà vào đây cho nó. Khó lắm, mình vẫn chưa làm quen được cái này đâu. Nói chung là vẫn chưa dám bay qua khe các bạn ạ. Bay qua khe thì nó sẽ khó hơn một tí. Mình sẽ phải kiểm soát cái này thuần tay hơn thì mới bay được qua khe. Ui. Đó. Thì như vậy là mình đã giới thiệu anh em đến một vài cái gọi là dành cho anh em mới sử dụng, hoặc là anh em nào mà đang nghỉ dịch mà muốn chơi fly thì chúng ta có thể chơi bằng cách này. Bay như thế này thì chúng ta chẳng khác gì là bay một cái con fly bình thường, chẳng khác gì. Bay chẳng khác gì fly bình thường. Nếu như anh em để chế độ normal sport thì chúng ta bay nhanh hơn một tí. Còn đây sẽ là Ok, vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu em đến với những cái cách mà để chúng ta có thể là sử dụng FPV, hoặc là chúng ta bay FPV trong mùa dịch để tránh những cái trường hợp không mong muốn, nếu mà dính Covid thì hơi phiền. Đó, thì anh em có thể sử dụng app DJI Virtual Fly. Và nếu như anh em có câu hỏi gì về cái app này thì có thể comment xuống phía bên dưới và mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em.
Còn video này của mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe kênh YouTube của Tuco Camera nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.